Trời, nó chẳng nói chuyện cái phò hề sợ. Hãy subscribe. Con đây nè, con kêu thế nhìn chỗ này phải không? Hãy subscribe. Bye.
Chưa. Có biết ăn rồi. Không biết. Đi hạt mà đang à, mà hạt chết thì trúng cái chỗ mà có chỗ chẳng làm được, mà có khách chẳng làm được, mà không lên tay nghề hả? Bái chị chán kìa. Chị thấy mấy đứa nhà bè nạn sướng không? Nạn sướng gì? Đứa này nhẹ lắm. Đứa mà bè còn lo lên lo xuống rồi đó chứ. Cách mà ra nó phát là bị vô nhang liền. Đứa mới thành ra nghề được chứ không rồi chẳng ra nghề. Nạn như bê bê tai quen rồi, chơi bên nạn nhạc cũng được, nặng mạch cũng được, thích nạn chơi bên nạn kiểu đó. Tụi khác là phải nhẹ nhàng khách mới cho nạn chơi, cho nạn. Chắc bây giờ đi sáng đó. Chưa đấy. Đương nhiên là chưa rồi. Tao tát đi hết rồi.